bảo dưỡng máy Aloca, máy cơm Aloca để Khoa Nhi này, đúng không? Rất bẩn. Máy hầu như là chưa được bảo dưỡng bao giờ. Cũng hay phải trình dự. Cái mùa này, mùa kia là chắc chắn là sẽ bị hỏng rất nhanh. Nó chậm mà nó bẩn như này không? Mạch nhất là hết rồi. Thì hàng chị lại sợ bụi quá. Sở dĩ dùng bền này là chẳng qua là bảo dưỡng thôi, nếu mà không bảo dưỡng thì nó không thể dùng bền được. Hỏng các nơi khác hỏng hết rồi, riêng bánh mai là đang dùng được. Yeah.